Hello, xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người một năm 2022 nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và tích cực. Vẫn theo dõi kênh của mình nhé. Và trong video đầu tiên của năm 2022 này thì mình nghĩ rằng một cái chủ đề mà một cái mức giá của một cái sản phẩm designer nhưng lại có một cái chất lượng nó siêu phàm, nó bá đạo thì quá là hợp lý, bởi vì thời kỳ dịch bệnh Covid này, nói chung là kinh tế cũng hơi khó khăn. Thì cái việc mà chúng ta bỏ ra một chút xíu tiền này và chúng ta sở hữu được một cái sản phẩm mùi hương đạt chất lượng cao thì đấy luôn luôn là một cái niềm mong ước, là một cái giống như kiểu là cái trong mọi giấc mơ của các anh em. Mình tin rằng anh em nào cũng đều có cái thích là bỏ ra một tí tiền nhưng lại được một sản phẩm chất lượng cao. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa giá ở mức designer đó, và cái chất lượng của nó thì không ai dám chê bai cả. Ok, và nếu như các bạn có lần đầu xem video này của mình thì mình rất là mong các bạn hãy bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Chai hoa đầu tiên đó là sản phẩm của nhà John Hill. Đã khá lâu rồi mình không thấy mọi người hay nhắc đến chai hoa này, nhưng mà nó thật là cá nhân mình thì mình thấy rằng cái chất lượng của nó không hề thua kém với bất kỳ một chai hoa nào đắt tiền hơn, và nó có tên là John Hill Icon. Đây là một mùi hương có một cái sự kết hợp giữa tiêu, vetiver, sồi, nói chung là những cái hương nguyên liệu mà tạo nên một cái tông mùi cay nồng. Ở chai hoa này thì nó một dạng kiểu fresh spicy, cay nồng nhẹ, tạo nên một cái mùi hương cổ điển lịch lãm mà rất rất là đàn ông. Bất kỳ một anh em nào mà chúng ta tầm khoảng từ 28 này, chúng ta trầm tính, chúng ta manly và ưa thích một cái gu mùi nó lịch sự thì chai nước hoa nào mà các anh em có thể tham khảo thì John Hill Icon sẽ là một trong những chai nước hoa nằm trong cái list mà các anh em nên tham khảo, cộng thêm với một cái chai nặng như búa bổ, rất rất là phê. Cầm chai nước hoa này gọi rất là đầm tay, và cái mùi hương của nó nữa rất là tuyệt vời. Mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa có chất lượng xứng đáng, thậm chí là vượt lên so với cái mức giá mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu. Đó, chai nước hoa đầu tiên, John Hill Icon. Chai nước hoa thứ hai là một sản phẩm của nhà John Varvatos và nó có tên Artisan Pure, với một mùi hương của citrus mà đây là cam. Khi mà mình xịt mùi hương chai nước hoa này, nó tạo cho mình một cảm giác khi mình vào một cái khu vườn trồng cam và mình hái một quả cam xuống và mình ngửi cái cuống của nó thì cái vị của vỏ, vị thơm của cam, một cái chút gì đến hơi hăng hăng xe xe, nó làm mình nhớ đến chai nước hoa này. Nói thật là với một cái bốn mùi còn hạn chế của mình thì mình cũng được may mắn là ngửi một số những cái chai mà có sử dụng nốt bergamot, những cái đại khái nốt nguyên liệu cam mà đắt tiền hơn, thì mình không thấy là có quá nhiều sự khác biệt với sản phẩm của nhà John Varvatos đó. Thì mình tin rằng thay vì mà chúng ta phải bỏ ra một số tiền rất là lớn thì chỉ cần một chút xíu thôi, anh em đã có thể sở hữu một cái mùi hương trái cây rất là thích hợp sử dụng trong mùa hè, và chất lượng mùi thì không hề kém cạnh với các cái sản phẩm đắt tiền. Do vậy chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos Artisan Pure. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Tommy Bahama và nó có tên ST Kit Tommy Bahama. Nếu như các anh em nào đã quá chán với những cái sản phẩm tông mùi blue của long diên hương, của hương nước biển, của xạ, của trái cây citrus mà chúng ta muốn tìm một cái gì đấy nó lạ lẫm hơn, đó thì Estiquette Tommy Bahama sẽ là cái mùi hương như thế, với cái sự kết hợp giữa khế của long diên hương tạo nên một cái mùi hương rất rất là phê, là chi. Nó giống như kiểu chúng ta ngồi nằm trên bãi biển ở trên, ví dụ như cái dạng cây rì rào đó, thì nó làm mình nhớ đến cái mùi hương của chai nước hoa này. Có một cái điều khá đáng tiếc là cái hiệu năng mùi của nó thì không được đánh giá là quá tốt, nhưng mà bù lại thì đây là một cái mùi hương mình tin rằng các anh em sẽ thấy nó rất rất là khác so với phần còn lại của những cái mùi hương nước hoa mùa hè. Do vậy nếu mà có điều kiện thì chúng ta hãy thử mùi hương chai nước hoa này, Estiquette Tommy Bahama, ở vị trí số 3. Ở vị trí số 4, đây là một chai nước hoa mà mình không có chai full mà mình chỉ có chai chiết thôi. Thế nhưng mình đang thực sự rất là phê chai nước hoa này, mà nó có tên là Salvatore Ferragamo
Cuomo Signature, với một cái sự kết hợp giữa da thuộc của cà phê cộng thêm một cái chút tông ngọt, tạo nên một cái mùi hương quá là đẹp, cực kỳ thích hợp sử dụng trong những ngày mùa lạnh này. Thực sự là mình rất là tiếc là tại sao mình lại biết chanh hoa này là quá muộn. Bởi vì chanh hoa này thì thực tế là mình có nhìn thấy rồi, thế nhưng mình không quá để ý. Thì đợt vừa rồi thì có một người em mình gửi cho mình thôi, gửi chiếc bảo anh thẩm đi. Thì đến bây giờ mình cảm thấy đây là một chanh hoa, chắc chắn là mình sẽ có một cái video riêng review em này. Bởi vì mấy hôm trước mình post lên một cái video cũng nói về em này thì các anh em đã phản hồi rất là tốt. Giống như kiểu đây là một dạng hidden gem, một viên ngọc ẩn đang bị vùi lấp bởi các bụi thời gian, kiểu như thế. Thì chắc chắn rằng mình sẽ có một cái video riêng của em này. Còn mùi hương của nó mình thấy rất là ok, rất xứng đáng với cái giá mà chúng ta bỏ ra. Đó, Salvatore Ferragamo Uomo Signature ở vị trí số 4, thứ 4. Ở vị trí số 5, đây là một mùi hương dành cho các anh em nào ưa thích tông mùi gỗ, Jardic Tidis Him. Đây không phải là dành cho các anh em nào ưa thích tông mùi nhẹ nhàng, một cái gì đấy nó thơm vừa đủ, mà đây là một cái tông gỗ trầm, sâu lắng và nó hơi đòi hỏi một chút cái tính cách của người xịt. Đó, nếu như mà các anh em nào đáp ứng được hết những cái tiêu chí đấy mà chúng ta đang cần tìm một cái chai nước hoa trong mức giá của designer nhưng chất lượng làm đi cho nó một cái gì đấy 5 sao, 4 gạch cái gì đấy, thì Genesim xứng đáng với cái mức giá đó. Với một cái tông mùi của gỗ, của nhang, màu một chút ngọt vani, tạo nên một cái mùi mình nghĩ rằng nó cũng khá độc đáo, không bị đụng hàng quá nhiều với các cái sản phẩm trên thị trường. Và cái nữa là mức giá chúng ta bỏ ra để sở hữu nó vừa đủ. Đấy là cái mà mình tin rằng sẽ là một cái lợi thế của chanh hoa, của sản phẩm nhân Jardic. Do vậy, ở vị trí thứ 5, Tidis Him. Ở vị trí thứ 6, đây lại là một sản phẩm của nhà Dunhill. Và chanh hoa này nó nằm trong cái bộ Signature Collection. Và chanh hoa này nó có tên là Indian Sandalwood. Đây là một cái mùi hương gỗ phải gọi là xuất sắc, phải nói thật với các ông giáo là như thế. Mặc dù mình không phải là một fan quá là hâm mộ những cái tông mùi gỗ dày đặc, thế nhưng mà ở chanh hoa này thì nhất là xịt vào những ngày lạnh thì rất là ok. Với sự kết hợp giữa cổ gỗ đàn hương và một chút ngọt, anh em nào mà ưa thích tông mùi gỗ ấy, thì nên tìm hiểu về chanh hoa này, Indian Sandalwood, một sản phẩm trong bộ Signature Collection. Mình thì mới thẩm chai này thôi, còn những tận 3 chai khác đó là Moroccan Amber này, British Leather và Arabian Dessert. Mình sẽ thẩm 3 chai này, nếu mà ngon thì mình sẽ giới thiệu tiếp cho các anh em. Còn chai này mình đã thẩm khá lâu rồi và mình kết luận rằng đây là một mùi gỗ ngon. Được, anh em nếu mà có điều kiện thì nên tìm hiểu chanh hoa này. Đó, ở vị trí số 6 của sản phẩm của nhà Dunhill. Và cuối cùng, L'Occitane Audible. Không cần phải nói nhiều, không cần phải nhận xét nhiều và không cần phải khen em ấy nhiều. Hãy tìm bằng mọi cách và nếu có thể thì hãy chịu khó đắp lên một chút, nhưng đổi lại chúng ta sẽ sở hữu một cái mùi hương nó là gọi là vượt tầm, nó gọi là vươn cái gì, một cái gì đấy nó cao sang vời vợi, một dạng kiểu như thế. Đấy là những cái gì mình muốn nói về L'Occitane Audible, đó ở vị trí số 7. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa trong hàng nghìn những chai nước hoa vẫn còn đang ở trên thị trường, với một cái tiêu chí mức giá designer, đó có nghĩa là không quá đắt nhưng chất lượng thì lại siêu hạng, siêu cấp hay là một cái gì đấy. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.